cưng quá. Khinh Huế, đi Khinh Huế. Đi ăn luôn hả? Ủa chị Loan, hồi nãy chị sẽ có cái gốc của chị Trinh Trinh đó là mà có tập gì hả chị? Có tập gì hả? À, của chị Trinh. Ở đường bánh Sư Gà Thao á. Do nhắn viết ở trên nhưng mà không biết nguyên nhân rõ là bán cái gì thế để cái nhà không ạ? Bán bánh ngọt với cà phê này kia. Chị có xếp về số 5 không chị? Trời ơi có em sao không được. Đó là phải vô bụng chị liền. Sư Gà Thao hình như là của Việt Nam đúng không chị? Đúng rồi. Cái bánh ở ngoài luôn á. Đây có bánh ăn rồi nhà. Gì ở nhà? Bánh của chị Trinh. Bánh gì mới được chưa biết bánh gì luôn. Ủa cái chén là sao nó có cái gì vậy? Cái gì sầu ô ô lại chứ nè. Dạ, cái hình dạo mà. Cái nhà tối nay chị lo cái nhà. Tối nay chị lo cái hẹn của chị bơm luôn. Đang kia nè. Nước hoa này nhiêu chai? Mở cửa hỏi nhiêu chai ba mẹ. Chị rum, chắc chị rum. Chị rum hả? Ừ. Tiếng này mẹ. Chị rum đó. Tiếng này. Chị xíu mà. Mở cái mở này mẹ. Cơm, 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 hot girl của chị Hồng Loan ở dưới biểu shop mỹ phẩm. Chị Loan này cho hot girl và shop mỹ phẩm xuống đây đóng hàng phụ luôn đó nha. Quá là dễ thương ha. Một người con gái rất là đẹp. Trời ơi,
sầu riêng tới chị ơi. Sầu riêng nha anh. À, tưởng là sầu riêng đi lon đi. Một bịch là tháo này ra bỏ vô bịch đó hả? Cái nữa. Rồi em qua. Bác em cũng bị đi vô bò. Có nè, để tôi chết. Dầu gọi, son nha cả nhà, ba món nè. Tươi xanh luôn. Dạo dưới cổ nha cả nhà nha. Mình vào nha 8 giờ nha, giờ con đi ăn, con đi ăn, con đi ngủ coi đâu con làm cả nhà ba bà. Chị Long ai ra sầu riêng nè chị Long ơi. Ai? Chơi hoài. Có ghẹo tôi nha. Gì vậy? Rồi vậy cái được liền sửa liền đã người ta. Cô gái ghẹo. Nào phải sửa luôn đó nha. Sao thay đồ cho nó mặc đồ bộ vậy? Sửa là tỉnh liền. Cam với Buôn chuẩn bị đi chơi đó, về nội chơi nè. Lúc kia làm mỏng. Buôn à, buôn chuẩn bị về nội nha. Buôn có kem về nội nè. Chuẩn bị đi xuống nội chơi nè cả nhà.